giới thiệu quý vị một căn siêu phẩm nhà hẻm xe hơi đậu cửa. Trước nhà chúng ta lại có một bãi xe hơi lớn. Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, khu vực Bệnh viện Hồng Đức, Ủy ban dân phường 10, Ủy ban dân quận, cấp mắt Quang Trung, tiện đi về ngã năm cũng như các cái quận trên, Phú Nhuận, Bình Thạnh, sân bay. Diện tích 3m8 x 13, diện tích công nhận 47m2, kết cấu 1 trệt, 2 lầu, sân thượng gồm sân để xe, phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ lớn, 4 toilet, phòng giặt, phòng thờ, sân phơi. Hẻm trước nhà 5m, xe hơi đầu cửa. Xung quanh có các cái tiện ích thêm nữa như trường trung học Quang Trung, Vincom Quang Trung. Nhà mặt dựng đẹp, rất là đẹp. Hướng đông nam mát mẻ. Sân để xe rộng, phòng khách rộng, full nội thất. Chỉ cần xách vali và là ở thôi. Với hệ thống sofa, giường, tủ chăn ra, gối nệm, quạt trần. Các cái trang thiết bị rất là hiện đại, mới, chưa sử dụng, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, bao công chứng sang tên trong ngày, giá 6 tỷ 38, còn thương lượng cho khách mua nhanh hoặc kinh doanh thiện chí lấy cho thuê đầu tư, mua để dành. Nhà rất là đẹp, hướng đông nam thuộc cung Đông Tứ Trạch. Các cái sân thượng và ban công đẹp rộng rãi. Quý vị hello cho hotline trên màn hình 0906 943839 để đi xem căn nhà này, tọa lạc tại Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, ngay góc ngã tư Quang Trung Thống Nhất. Và đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất Đoàn Vũ chuyên Nhà Đẹp Gò Vấp để xem thêm nhiều cái căn nhà khác trong danh sách phát nhà 5 đến 7 tỷ. Các cái kênh YouTube, TikTok cũng như là fanpage Nhà Đất Gò Vấp để xem thêm nhiều căn nhà khác cùng mọi phân khúc giá tại Gò Vấp quý vị nhé. Nhà chính chủ, nhà cho thuê, nhà bán, nhà đẹp, nhà tiện xây mới, đất, vân vân, đều đầy đủ. Phòng tắm và sân để xe rộng, hẻm trước nhà sạch đẹp như hình.